Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội thảo xây dựng nhãn hiệu chứng nhận du lịch y tế cho các dịch vụ du lịch của xã Y tế huyện Bát Sát. Tại hội thảo, đơn vị tư vấn đã giới thiệu nội dung xây dựng nhãn hiệu chứng nhận du lịch y tế, gồm phương án chủ sở hữu, sản phẩm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, các tiêu chí chứng nhận sản phẩm dịch vụ, logo, bản đồ, chủ sở hữu nhãn hiệu và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu. Các đại biểu đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến cho xây dựng nhãn hiệu chứng nhận du lịch y tế, trong đó nhấn mạnh phát triển du lịch cần đi đôi với bảo tồn phong tục tập quán, đặc biệt là văn hóa của người Hà Nhì tại địa phương. Về logo du lịch y tế, các đại biểu ý kiến nên chọn logo đơn giản, có các hình ảnh quen thuộc của y tế như ruộng bậc thang, nhà trình tường, mây núi.